Chào tất cả các bạn nhé. Mộc Châu là một trong những vùng chăn nuôi bò sữa lớn của cả nước. Một trong những loại thức ăn phổ biến cho bò đó là cây ngô ủ ướp. Hiện tại thì mình vừa mới đi qua một cái vườn ngô họ đang xay ủ ướp. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hoạt động này ở Mộc Châu. Như các bạn có thể biết ấy, thì ở Mộc Châu thì cái loại bò ấy, bò thì có nhiều thức ăn, có thể là thức ăn công nghiệp, cỏ tươi hoặc là cỏ khô hoặc là cây ngô. Cây ngô được trồng rất là phổ biến ở Mộc Châu và được có cái diện tích lớn. Muốn bảo quản được cái cây ngô này, thức ăn ngô này lâu cho bò thì người ta sẽ băm nhỏ nó ra. Đấy, băm nhỏ nó ra và người ta sẽ xếp thành một đống lớn, nén chặt và có thể ăn trong vòng nửa năm. Để mà băm được cây ngô này thì họ sẽ có một cái đội chuyên thu mua cây ngô ủ ướp này. Đấy, cây ngô mà khi mà nó như thế này, cây ngô mà nó vừa có hạt, hạt nó đủ cái độ cứng, hạt nó vừa đây, bắp nó vừa mềm, cây này nó chưa được tốt lắm. Đây, bắp nó như thế này, bắp nó khá là vừa cứng thôi, không còn sữa nhưng vừa cứng. Cái bắp ngô này khi phay ra thì chính cái tinh bột này sẽ làm cái men để ủ cho cả cây ngô. Đây, có một đội chặt, người ta sẽ chặt trước như này, sau đó là có máy ô tô kéo và có máy phay. Bây giờ mình sẽ tiến gần lại để xem họ làm như nào nhé. Làm nghề này thì mọi người, những người lại khá là vất vả. Họ chuyên nghiệp luôn, chặt thành từng đống, sau đó là sẽ băm lên cái ô tô kia, cái ô tô sẽ kéo theo cái máy phay. Bên trên này có hai người chuyên để cào. Mỗi một xe này người ta sẽ chở hơn chục tấn ấy, khoảng 10 tấn. Đó. Cây ngô sẽ đút được vào họng và máy phay tự động phay và đẩy lên trên. Âm thanh hơi ồn. Mình sẽ đến gần này ạ. Mình sẽ quay lại.
đất trồng ngô ẩm đấy. Đấy, một đội họ gồm có đôi này, 4 này, 6 người, thêm một lái xe nữa là 7. Chuyên thu mua cây ngô ủ ướp. Đối với con bò thì nó rất thích ăn ngô ủ ướp này, cực kỳ thích luôn mà cả. Giá thu mua ủ ướp thì cây ngô họ băm như này họ sẽ trả cho nông dân cỡ từ thấp nhất là 700 đồng 1 kg. Cao điểm như bây giờ thì có thể được thu mua đến 1.300 đồng 1 kg. Mặc dù thì không làm giàu được nhưng mà ít nhất thì cũng tận dụng được đất đai để trồng cây ngô ủ ướp. Ok, mình sẽ giới thiệu cho bạn hoạt động chặt ngô ủ ướp ở Mộc Châu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.